Những ngày vừa qua, người dân và cả du khách khi di chuyển ngang qua tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, Nha Trang đều không khỏi ngạc nhiên khi tại đây xuất hiện một hình tượng lạ trên vách núi đá. Không phải vì cảnh sắc của tuyến đường biển đẹp nhất Nha Trang, vậy đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì tại đây bỗng xuất hiện một bức tranh vẽ trên vách núi với kích thước rất lớn, nằm ngay tại đoạn cua của tuyến đường này. Trên vách núi vẽ rất rõ một gương mặt của Phật với nhiều màu sắc hiện sừng sững ngay trước mắt người đi đường. Bên dưới bức tranh có ghi tên của người vẽ bằng chữ nước ngoài, và do gương mặt Phật được vẽ giống như trong các phim Ấn Độ nên dự đoán tác giả là một họa sĩ người Ấn Độ. Có thể khi vẽ bức tranh trên, người vẽ mong muốn tuyến đường biển này luôn được an toàn, bởi tại đây vừa xảy ra cái chết thương tâm của một bác sĩ bệnh viện tỉnh trong lúc xuống vực câu cá, chẳng may rơi xuống biển tử vong.